trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công. Đường đó là một Hà Nội xưa hào hùng trong nhịp trống rung 36 phố phường giữa mùa thu giải phóng, một Hà Nội sục sôi đánh Mỹ, rồi tới một Hà Nội reo vui tiếng hát hòa bình. Những ca khúc đi cùng năm tháng đã khắc họa một Hà Nội hào hùng, anh dũng, kiên cường chiến đấu trong thời chiến, nhưng ẩn sâu dưới làn đạn bom khắc nghiệt đó là một nét văn hóa đặc trưng, thanh lịch, nhẹ nhàng và rất sâu lắng. Bởi vậy cho nên, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Nhớ phố thâm nghiêm giữa bóng cây, tiếng ve dù những chưa hề. Nhớ... Lúc này, Hà Nội lại được tái hiện với vẻ đẹp cổ kính, thâm trầm nhiều năm về trước. Khán giả như được trở về với thời bao cấp qua những ca khúc về Hà Nội đã thấm sâu trong ký ức của nhiều người, qua chiếc loa phóng thanh phường hay từ những chiếc radio cũ kỹ của mỗi gia đình. Cái bài ca khúc Nhớ về Hà Nội thì Hồng Nhung đã hát với nhiều cái bản phối khác nhau, nhưng mà ở trong chương trình này thì chị lại hát lại chính bằng cái bản phối cách đây khoảng 20 năm mà mọi chúng ta vẫn hay nghe trên đài phát thanh đó, và hay nghe trên cái hệ thống loa truyền thanh của Hà Nội. Thì hôm nay được nghe lại những cái ca khúc đi thì thực sự rất là xúc động. Hà Nội còn được khắc họa ở một góc nhìn khác, mới mẻ hơn, hiện đại hơn, nhưng sự lãng mạn, nét cổ kính, bình yên của Hà Nội vẫn luôn hiện hữu, du mát tâm hồn người yêu Hà Nội. Đó là một Hà Nội bằng làng xương và khắc khoải nhớ. Hà Nội nay trở nên nhộn nhịp hơn, tuy nhiên trong không khí tấp nập đó vẫn luôn ẩn chứa nét tinh tế lãng mạn. Chính sự đan xen giữa vẻ đẹp cổ kính, bình yên với nhịp sống hối hả hiện đại đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội. Tôi rất là xúc động tại vì hát trong một chương trình toàn những ca khúc về Hà Nội, có những ca khúc đã được lớn lên cùng với tuổi thơ của tôi, và có cả những ca khúc đã trở nên rất là thân thuộc bởi vì nó được sáng tác bởi những người bạn và những người thân thiết của mình. Những ca khúc trong chương trình được sắp xếp xen kẽ giữa xưa và nay, cũ và mới, đã dẫn khán giả đi từ hồi ức về Hà Nội xưa đến những hình ảnh gần gũi, quen thuộc của một Hà Nội đang từng bước chuyển mình rộng dài theo năm tháng, và để lại một cảm xúc sâu lắng cho những người có tình yêu tha thiết với thủ đô.